Mở lâm Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 lâm Bình Dương nha. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì 15 lâm Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con cô bác à, tình hình à, Rama hiện nay à, như thế nào và một số những tin tức mới nha. Thì à, à, nếu mà các cô chú các anh chị theo dõi cái Rama trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy hiện tại Rama đang vô cùng hỗn loạn và có rất là nhiều những cái sự thay đổi. ở bên ở bên phía của chị Hồng Loan thì chúng ta có thể thấy rằng à, mọi việc vẫn đang rất là yên ổn luôn. À, hiện tại thì chị Ni thì vẫn tiếp tục vắng bóng trong cái thời gian qua khoảng hơn một tuần nay rồi đó. Và à, trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có rất là nhiều những bất ngờ à, sẽ có rất là nhiều những cái tin vui à, thì đây thì đây là một trong những cái dự đoán của một lòng hết bình dương nha rồi ở phía bên gia à, yeah, kênh, kênh à, thì hiện tại một cái thông tin à, xuất hiện vô cùng nóng hỏi đó chính là à, chú bảy à, chú bảy bây giờ là đã gọi là nhập viện rồi nhập viện cấp cứu đó, và tình hình như thế nào thì à, bà con theo dõi cái rama hay chúng ta à, cũng đang rất là quan tâm đúng không à, nhập viện cấp cứu ở đâu hôm qua hay là sáng ngày hôm nay gì đó rồi à, đối với phía à, hoa hậu phương lê thì 15 à, lâm mới thấy à, lên rất là nhiều những cái tờ báo đặc biệt là tờ báo công thương à, công thương vn à, tựa đề là chưa xong dụ chế lời quốc ca Hoa hậu Phương Lê bị đào lại clip phát ngôn tục tiểu. Thì cái bài báo này viết vào lúc là 14 giờ 37 ngày 23 tháng 8 2024, tức là à, gần 3 giờ chiều ngày hôm nay. Bài báo rất là mới ha. Tờ báo của báo Công Thương. À, thì mà Lâm Mết cũng xin chia sẻ cho bà con cô bác rồi chúng ta à, biết về kể tờ báo này nha. Mới đây, Cộng đồng mạng lại đào xới lại clip bà Lê Thị Hậu Phương qua Hậu Phương Lê có những phát ngôn phản cảm tục tiểu trên mạng. Mạng xã hội Facebook và TikTok lại xôn xao về đoạn clip của Lê H... Lê Thị Hậu Phương tức là qua Hậu Phương Lê. Theo đó, đoạn clip à, đoạn clip trên ghi lại buổi livestream của Phương Lê, nội dung qua hậu này chia sẻ về cuộc sống gia đình và về vấn đề tình dục. Đáng nói, trong clip trên, Phương Lê có những phát ngôn tục tiểu, gây mất thuần phong mỹ tục. Ngay sau khi đoạn clip trên được lan truyền, cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm trước Phương Lê. Nhiều người cho rằng những phát ngôn của Phương Lê không phù hợp, phản cảm thậm chí rất bậy bạ. Một số người cho rằng Phương Lê không xứng đáng với danh xưng hoa hậu quý bà nhiều người còn lên tiếng đòi tước danh hiệu hoa hậu đối với Phương Lê hiện chưa rõ đoạn clip nêu trên được livestream tại thời điểm nào chính chủ hoa hậu Phương Lê cũng chưa có động thái nào giải thích về đoạn clip trên trước đó hoa hậu Phương Lê cũng dính lầm xâm liên quan liên quan đến việc chế lời quốc ca cụ thể Phương Lê hát đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của má với giọng điệu đồ cợt trong lúc live stream khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Về phía qua hậu quý bà Phương Lê, tối 16 tháng 8 trên trang cá nhân, cô lên tiếng về việc chế lời quốc ca. Cô xin lỗi khán giả vì những phát ngôn gây hiểu lầm. Liên quan đến sự việc này, ngày 22 tháng 8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, bà Võ Thị Thu Sương, tránh thanh tra, sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở đã nắm được phương lê giới lời quốc ca, tiến quân ca. Đồng thời, sở thông tin và truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời làm việc đối với phương lê và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, nổi tiếng khi đoạt Á hậu dành nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quý bà Hòa bình thế giới. Diệu Linh. Đó, thì đây là toàn bộ bài báo mà 15 hết Bình Dương à, vừa chia sẻ cho bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị nha. Đây là tờ báo công thương.vn. Đó. Thì... À, nãy giờ thì mười lăm hết cũng đã cập nhật cho bà con cô bác à, tình hình à, rama cũng như là à, cái vấn đề nóng hỏi hiện nay đó như thế nào tiếp theo thì mười lăm sẽ cập nhật à, cho bà con cô bác à, một cái à, bài viết rất là mới của luật sư nguyễn tuyết ngọc cho bà con à, đã 5 ngày rồi thì hôm nay luật sư Nguyễn Tiết Ngọc mới có một cái bài viết rất là mới. Và bài viết này của luật sư Nguyễn Tiết Ngọc đã nhận về hơn 300 lượt comment của khán giả, 22 lượt chia sẻ và 3.800 lượt like. Không biết có liên quan gì đến cái vấn đề của chị Hồng Loan với là chị Ni hay không, thì 15 lần cũng xin chia sẻ cho bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị nha. Nguyễn Tiết Ngọc đang cảm thấy đầy hy vọng tại tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 5 giờ sáng tình mơ nay, cả team công ty luật trách nhiệm hậu hạn Tâm quan gồm 43 thành viên đã xuất phát đi Nha Trang thực hiện chiến thiện nguyện 2024 và kết hợp du lịch giả ngoài cho các thành viên. Đây là hoạt động thường niên của luật sư Tâm Quang. Thông thường chuyến đi sẽ là 3 ngày, từ thứ Sáu đến Chủ Nhật. Năm nay, nó không tham gia cùng đoàn được vì bây giờ nó đang ngồi ở tòa án chờ xử nay lịch xét xử hai vụ luôn và tâm quan chỉ còn mình in nó ở thành phố hồ chí minh thôi hà hơi tuổi thân một xíu một xíu xíu nhưng nhớ câu đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa cố gắng lên cô gái à hi hi Ngày 23 tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và đây là toàn bộ bài viết của à, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư của chị Hồng Loan. À, và bên dưới thì luật sư Nguyễn Tiết Ngọc có để lại tổng cộng à, 5 tấm hình. Tấm hình đầu tiên thì chúng ta thấy luật sư Nguyễn Tiết Ngọc. À, trong cái bộ trang phục rất là à, trang nghiêm chỉnh tề đó tấm hình thứ hai thì chúng ta thấy tại phiên tòa hiện tại thì à, chuẩn bị vào xét xử thôi à, một bên là bị cáo một bên là bị đơn nè tấm hình thứ ba thì chúng ta thấy được à, chụp chung cả tim của đoàn luật sư thành phố hồ chí minh nè à, công ty luật trách nhiệm hữu hạn tâm quang và phía trước có rất là nhiều những luật sư đó và hai tấm hình còn lại thì chúng ta cũng sẽ thấy à, những cái góc chụp khác nhau rồi bài viết của à, luật sư nguyễn tiết ngọc đã nhận về khá là nhiều những bình luận của khán giả và mừng lắm xin chia sẻ một số những bình luận nha anh chàng võ việt băng thì nói thường chị à, khán giả lợi bách thì nói này thám tự cung có đề tài nữa rồi. Nhà báo Xuân Minh thì nói, mai mốt đi bù chị ơi. Khán giả Đoàn Văn Hải bình luận bên dưới cái bài, bên dưới cái bình luận của nhà báo như thế này. Ủa, chị Ngọc nhiều tuổi hơn anh Minh à? Ha ha, chứng tỏ chị Ngọc trẻ đẹp lâu. Khán giả quê Nguyễn Thị nói, chúc luật sư Ngọc công việc thành công. Khán giả Phạm Manh Đào thì nói Người được tiếng là giỏi à, Là giỏi thì thiệt thòi vậy đó Chúc cô luật sư luôn vui tươi thành công trong công việc nhé Khán giả Minh Trang nói Thương luật sư chúc luật sư thật nhiều sức khỏe để bay bay cao, bay xa hơn nữa Cảm ơn luật sư đã gieo những hạt yêu thương Khán giả Bùi Văn Hương Bùi thì nói là thế này. Em là luật sư của Tâm Quang. Anh chúc em lúc nào cũng thành công trong sự nghiệp của mình ạ. À. Chúc em dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. tràn đầy yêu thương, hạnh phúc nhé, luật sư. Một vị khán giả tên là Nguyễn Ngọc Kiều Nhi thì nói, Hôm qua trên mạng đưa thông tin luật sư Ngọc đi Malai, Bảo Lãnh Ni. Hôm nay luật sư đã về rồi. À, thì không biết là khán giả này À, lấy cái thông tin ở đâu? Đó, thì uh, khán giả Nguyễn Hồng Diễm mới nói là do ché. Do ché thì chắc là chúng ta cũng biết rồi ha. Khán giả Nguyễn Tấn Sang nói, Chúc luật sư Tuyết Ngọc được khỏe mạnh, giúp Hồng Ni Hồng Loan gặt hái thành công. Sự thật vẫn là sự thật, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta giữ vững như kiện ba chân khán giả Phương Loan chia sẻ. Xong việc đi bù lại một tuần luôn luật sư Ngọc ơi. Chúc luật sư Ngọc luôn mạnh khỏe, mạnh mẽ và hạnh phúc đông đầy nha. Đó, thì đây là một số những bình luận bên dưới bài viết của luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc nha. Tiếp theo thì 15 m Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con cô bác một cái bài báo, một cái bài viết của nhà báo Song Minh. Hiện tại là nhà báo Xuân Minh đang cảm thấy xúc động. Xem bộ phim cuối cùng của Thủy Phạm mà rưng nước mắt. Bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp của biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nhầm Minh Hiền, đang lên sóng trên ứng dụng Vion. Lúc 20 giờ thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần và sẽ phát sóng lúc 18 giờ 50 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh về TV chính từ ngày 25 tháng 8 đây là bộ phim cuối cùng của nữ diễn viên xinh đẹp Thủy Phạm trước khi về cõi tạm ở tuổi 34 vì tai nạn giao thông ngày 31 tháng 1 năm 2024 trong phim Thủy Phạm vào vai Đức Quyên em gái của ông Đức Phúc một tuyến nhân vật mắt xích quan trọng bên cạnh cuộc à, cạnh tranh quyền lực của gia tộc họ Đổ đức quyên có tính cách ồn ào nhưng rất tốt bụng giống y như tính cách ngoài đời của cô gái mạnh mẽ năng động luôn giúp đỡ người khác người này luôn giúp đỡ người khác này không chỉ riêng tôi đạo diễn nhâm minh hiền cả y kiếp phim mà khán giả khi xem phim nhận ra thủy phạm cũng rưng rưng nước mắt cứ ngỡ như thủy phạm đang đi đâu xa chưa trở về kịp mà thôi Thủy Phạm ra đi chỉ sau 3 ngày hoàn thành vai diễn này của mình. Lúc đó, cô trở về nhà chăm sóc mẹ à, chăm sóc mẹ bệnh ở Đức Trọng, Lâm Đồng thì xảy ra tai nạn. Trước đó, Thủy Phạm đã từng đảm nhận rất nhiều vai nữ chính cũng như các vai quan trọng trong nhiều bộ phim. Trò chơi định mệnh, mặn hơn muối, muôn mặt cuộc đời, đặc vụ ở Macau, bông hồng thép hoa cúc vàng trong bão giữa hai bờ thiện ác giọt máu vô tình hợp đồng bán mình trong vòng xoáy tội ác màu cát nghe thông tin mới ba tập đầu lên sóng trên Vion phim hạnh phúc bị đánh cấp dài 85 tập nhận về hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng Vion Facebook YouTube TikTok tính đến sáng ngày 22 tháng 8 quá tuyệt vời ngoài đời thị phạm còn là tay lái lụa xe hơi vào cuộc vui là khoái chơi thay gờ bạc nếu còn sống trước tin vui của bộ phim mà mình tham gia đạt thành tích khủng như vậy thế nào thị phạm cũng rủ rê tui và bạn bè đi ăn mừng vài chai thơ gơ bạc ở nơi xa ấy chắc em cũng đang vui đúng không 1, 2, 3, ta vô nha và đây là một cái à, đây là toàn bộ bài viết của nhà báo sông minh viết về bộ phim à, hạnh phúc bị đánh cắp và nhân vật chính à, trong cái bài viết ngày hôm nay đó chính là diễn viên thủy phạm một cái người à, diễn viên cực kỳ à, đóng cực kỳ nhiều trong rất là nhiều những bộ phim mà nhà báo sông minh vừa nêu ở trên ha bài viết phải nói thật là xúc động luôn Bên dưới thì có rất là nhiều những comment của khán giả. Lên tí thì nói, chiến hữu, em gái của em. À, nhà báo Xuân Minh nói, có làm chai gư bạc nào chưa? Khán giả Trần Thị Hoài An thì nói, thương lắm, vẫn chưa tin được em là à, được em ấy đã đi xa. khán giả thảo linh chia sẻ đời người ngắn ngủi quá hỡi những người còn tham sân si khán giả nguyễn thành tài thì nói đây là số cuối cùng của chị diễn viên thủy phạm thấy thương tiếc quá anh ơi khán giả thành hà nói có tấm ảnh cuối cùng nào chụp cùng ni nguyễn thị minh thái thì đăng lên cho nổi tiếng Khán giả Hoa Hoa thì chia sẻ như thế này. Thương em, cầu cho em mau sớm siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Một vị khán giả tên là Phương Lam nói. Hình như Thủy Phạm có đóng chung với Cao Minh Đạt trong bộ phim Vòng Xoáy Tội Ác và vai công an đúng không minh. Chị rất ấn tượng. Và nhà báo Sùng Minh đã à, cho khán giả này một cây like ha cảm ơn anh sung minh đã yêu thương hạnh phúc bị đánh cắp đó thì đây là một số những bình luận của khán giả bên dưới bài viết của nhà báo sung minh nha tiếp theo thì mlmz sẽ cập nhật cho bà con cô bác một cái bài viết rất là mới của chị ba bình tinh nha bà con Hôm nay chị Ba Bình Tinh có một bài viết như thế này. Tống trào, dòng trung liệt anh thư. Một bên thầy, một bên chị, hạnh phúc nào bằng. Ba nữ tướng, Quỳnh Long, sông trặng. Và bên dưới thì à, chị Ba Bình Tinh có à, chia sẻ cho chúng ta một cái poster. Thì trong poster này chúng ta sẽ thấy được à, có gồm có là chị Ba Bình Tinh nè, cô Thoại Mỹ, và cô Ngọc Quyên. Đó, ở trên thì chúng ta thấy nguyên cái dòng chữ đoàn nghệ thuật tuần cổ Huỳnh Long. Kính mừng đại lễ dỗ tổ. Hai xuất diễn đặc biệt vào lúc là 19 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024 và ngày 13 tháng 9 năm 2024. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được có rất là nhiều những uh, diễn viên uh, nghệ sĩ luôn ha kịch bản là thập tứ nữ anh hào tác giả cố nghệ sĩ bạch mai đạo diễn nghệ sĩ nhân dân hữu quốc đạo diễn vũ đạo nghệ sĩ hữu huệ âm nhạc thanh phong tiếng phát dĩ an cổ nhạc duy mạnh duy khôi đức hòa phục trang phường nga châu mỹ Phùng công minh nhà thiết kế Tâm Quỳnh, thiết kế sân khấu, trường Lộc, đạo cụ, bảo minh khôi, vũ đoàn, chuông gió. Khách mời đặc biệt gồm có là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, đó, rất là nhiều những nghệ sĩ nha bà con. còn rất là nhiều những nghệ sĩ bên dưới nữa nhưng mà chữ khá là nhỏ luôn. đó. thì bài viết của chị ba bình chị ba bình tinh thì chúng ta thấy rằng à, trong thời gian sắp tới đặc biệt là tháng 9 sẽ có hai cái xuất hiện vô cùng đặc biệt luôn. đó thì bà con nào mà chúng ta muốn xem thì chúng ta có thể là à, đến mua vé nha. bên dưới thì 15 lăm bình dương thấy chị hồng loan cũng đã vào tham gia bình luận như thế này. xuất sắc chị yêu ơi à, chị bùm bùm ha cũng nói đẹp quá chị ơi chúc mừng chị nha khán giả thanh thủy thì nói thế này quả tuyệt vời chị chúc mừng em có hai chị đại đầu đàn bay về cùng cày vai sát cánh bên em song trận ba nữ tướng hồng loan nhìn thấy quay phòng mạnh mẽ quá đối phương đánh không lại là cái chắc luôn đó rất là nhiều những cái bình luận của khán giả nha đó, thì 15 làm ít cũng xin chọn một số mình lần để chia sẻ cho bà con cô bác với cô chú anh chị đó rồi trong buổi tối ngày hôm nay thì 15 làm ít cũng đã cập nhật cho bà con cô bác khá là nhiều những cái thông tin mới đặc biệt là ở tình hình drama hiện nay là như thế nào rồi những cái bài viết rồi những cái bài viết rồi những cái bài báo liên quan ha rồi bà con cô bác chúng ta xem video thấy kênh hay hữu ích hãy làm như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.